Ba cái thí Phật dạy mình là muốn có quả thì phải gieo nhân, mà gieo nhân thì mới có quả. Bản thân của mình đến với cuộc đời này mình sao mình làm hoài mà dân nghèo? Vì bản thân mình những đời trước mình không có tâm bố thí cúng dường, mà cả cái đời này của mình gặp ai cho ai cái gì là mình còn tức nữa, cái này là tiêu luôn. Có những người nghe người ta đi làm từ thiện, mình cũng lỡ nhận quà từ thiện mà chửi sùm. Chửi cái gì? Thứ gì đâu, nhà nó có tiền nó giàu vậy mà lỡ đây nó nhận biết làm chi, không biết nữa. Mấy ông mấy bà cho đồ mà cho không chịu nhìn ngó đâu, giàu dữ lắm đừng có cho vô duyên. Người ta cho đồ của người ta, bộ cho đồ của mình đâu. Đồ người ta cho mà mình còn tức. Đừng có nói là bản thân mình dám đi tặng cho người ta. Nên đời đời kiếp kiếp mình cứ nghèo hoài là cái tâm đó. Đúng không? Quý vị thấy không? Cái chương trình khiếm thị của chùa mình tổ chức không? Những đức nói ai đưa tiền quý vị cứ tặng tiền, ai đưa tay để bị tặng tiền mình nó lộn. Ai đưa tay để bị tặng tiền, nhờ vậy mà ai đi chương trình khiếm thị này cũng vui hết trơn. Vì của ít lòng nhiều, nhưng ai đưa tay thì mình có tiền mình đưa. Tại vì mình đã quyết tâm tặng tiền thì bản thân mình cứ làm tặng đáy lòng mình đi. Còn bây giờ mà coi nhìn coi lấy kiến coi có mù không. Có mù không sao thấy khỏe quá đâu, coi tay chân có tật nguyền không, chờ khỏe quá mà nhận cái gì thì phiền não chết mồ luôn. Làm vậy thì thật sự quý vị chưa phải là chân thật phát tâm. Cái việc mà bố thí cúng dường là quý vị chưa thật phát tâm rồi. Nên những đức làm đó tặng đáy lòng luôn. Người ta chỉ cần đến đây thì cái chuyện đó là người ta cần, thì chúng ta ngày nay là chúng ta buông được thì buông đi, còn dưới khả năng mình hết rồi thì thôi. Nó nhẹ nhàng cái tâm mình quý vị, thấy không? Đó là những đức nói quý vị là chân thật làm và hoàn toàn rõ ràng thay đổi luôn. Chùa 2000 người mà có bao giờ quý vị thấy thiếu gạo không? Bữa đó những đức đưa ra cái ngày chủ nhật mấy tuần trước mà hình như là mấy chục tấn gạo đó quý vị, là cái kho gạo mà nó còn có một dãy thôi, dãy mỏng mà bữa nay nó lên 4 dãy dày. Kinh không? Nó, rồi bây giờ là người ta cúng gạo nè, bắt đầu là từ đây tới dưới Di Đà ta cúng gạo nhiều nè, là gần Tết á, mình mà có gạo là mình tiếp tục ra gạo nữa, cái lọc chùa cuối năm để cho đem về ăn Tết cho Phật tử, thấy không? Bây giờ của thập phương đưa về mình trả lại cho thập phương, mà mình phải mở tâm đó, đừng có nói tờ ông người ta cúng cho ông không, ông mới đưa ra. Có nhiều người cúng mà người ta có đưa ra đâu, có nhiều người ta có gạo nhiều người ta đem đi bán kìa. Có những người ta gặp như đức ta nói thầy gạo nhiều quá đem bán đi thầy, như đức nói bán chắc khỏi ai cúng luôn quá, thà mình đưa cho người ta đem về Phật tử người ta ăn vậy mà người ta cúng tiếp tục. Quý vị công nhận không? Nhiều người ta nghĩ rằng gạo đó đem bán đi thì đem tiền nó hộ trì Tam Bảo, thì cái nghĩ họ cũng đúng, nhưng mà cái tâm người ta cúng dường cho Tam Bảo chứ không phải là kêu vị đi bán. Nên quý vị dư ra quý vị hãy đưa cho Phật tử ăn, vì Phật tử cũng là Tam Bảo, phù hợp hơn quý vị. Nên từ nơi đó mà cái tâm quý vị chân thật tu, chân thật làm, quý vị sẽ có lợi ích rất là lớn luôn. Một Phật tử nào ở đây nghe đi tu nhiều năm, tu lâu nghe, quý vị nghe những đức giảng cứ ngồi đó nghe hoài mà về nhà là không bao giờ sửa đổi lỗi lầm, không bao giờ làm chân thật. Đố mà quý vị có kết quả chân thật đó, quý vị nó cho quý vị biết đó. Ừ, vì đừng bao giờ nói rằng á, tôi dẫn đòn bao nhiêu người đi tu, tôi làm bao nhiêu việc thiện gì đó. Cái hành động quý vị nếu không chân thật mà áp dụng Phật pháp, quý vị sẽ không có kết quả trong nhà Phật đâu. Quý vị học Phật quý vị phải có cái tâm chân thật, những đức không nói quá gì cái chuyện. Quý vị phải hoàn toàn tốt. Nhưng mà quý vị phải có một cái tâm chân thật mà làm. Những cái gì làm được thì nên chân thật làm. Đừng có nên mà gọi là mình không làm cái gì hết. Thí dụ như có nhiều Phật tử bây giờ mình đi chùa bao nhiêu năm nay, đi phóng sanh đồ kịch liệt luôn mà còn ăn mặn. Mình chơi cái này nó hơi bị kẹt đó nghe. Quý vị coi mình đi phóng sanh mà mình ăn mặn, vậy là cái việc làm của mình là cái việc làm đùa chơi hả? Mình làm kiểu này là chắc chắn với quý vị luôn là quý vị làm là vì mục đích gì.
làm kỳ cục vậy? Chắc chắn quý vị là mục đích khác đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Ừ, cái tâm đó là cái tâm gạt Phật á, tâm đó tội lắm chứ không phải chuyện dẫn đâu quý vị. Còn một người bình thường, người ta còn ăn mặn thì chuyện này không nói làm chi, vì người ta chưa tiếp nhận Phật pháp được nhiều quý vị. Còn mình mà mình học Phật mà mười mấy năm, mười năm mà nghe ông thầy giảng ngày nào cũng ngồi nghe mà còn ăn thịt, thì cái chuyện này quý vị nên suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ lại, đừng nói chuyện đùa nghe. Quý vị đi đến đây, quý vị ở nhà bị tu bao nhiêu phần trăm á, nhìn quý vị cũng biết nè. Tại vì sao? Gạo qua thôi, chỉ cần hai con mắt nhìn nhau thôi đã biết quý vị tu sao rồi. Quý vị ở nhà, quý vị mà không lo tu, quý vị nhìn không dám nhìn đâu. Nó gượng gạo lắm quý vị ơi, hiểu chưa? Phàm phu thì ai cũng còn cái sai, nhưng mà trong cái phạm vi mình làm được thì cố gắng mà làm, thì làm được bao nhiêu lợi ích bao nhiêu. Những đức nói đây là xác thực 100%, chính những đức đi học Phật là được lợi ích rất là lớn. Từ tình người cũng có, từ vật chất không thiếu, từ danh tiếng cũng không thiếu. Quý vị thấy những đức đi tu thay đổi số mệnh hoàn toàn luôn là vì sao? Những đức không nói quá vì cái chuyện bản thân mình tròn vẹn, mình còn sai, nhưng mà trong một số phạm vi bản thân mình làm được, thật sự là làm đó quý vị. Một trăm phần trăm quý vị là tài thí là những đức thật lòng làm nè, pháp thí là quá nhiệt tình rồi, vô ý thí là phóng sanh ăn chay, những đức làm rõ ràng quý vị thấy hết. Những việc làm đó là từ khi bước vào cửa Phật tới bây giờ luôn, làm hoài luôn, là suốt mười mấy năm. Rõ ràng không, cái sự thay đổi cuộc đời cực kỳ lớn luôn. Nên những đức nói trong nhà Phật có thể giúp quý vị thay đổi số mệnh. Quý vị biết rằng Khổng tiên sinh á, mà ông coi sách số cho Liễu Phàm á, ông coi rõ ràng số mệnh hết trơn luôn, mà Liễu Phàm chịu chết luôn. Mà khi gặp người xuất gia chỉ điểm một phát thôi, mà tiên sinh Liễu Phàm về chân thật thực hành, từ tài thí pháp thí vô ý thí, ông làm đó, vì mà ông thay đổi số mệnh cuộc đời ông hoàn toàn. Số mệnh của ông á, Khổng tiên sinh coi nghe, ông sống chỉ khoảng 50 tuổi, 51 tuổi gì đó. Vậy đó mà sau này Ngài Văn Cốc Thiền Sư dạy ông, ông sống tới 72 tuổi. Nó thay đổi số mệnh chưa? Ông ăn chay mà khi coi xong rồi ông về ông ăn chay liền. Có nghĩa là Ngài Văn Cốc Thiền Sư dạy cái là ông ăn chay trường liền quý vị. Rồi chỉ ông bố thí cúng dường quý vị. Trong cái lúc đó mùa hạn hán khổ quý vị, ông đem đồ ăn thức uống ra ông tặng cho người ta hết luôn, chắc thật làm mà. Thì quý vị biết rằng là số mệnh của ông là không có con. Vậy đó mà cái chuyện bố thí cúng dường của ông, vợ ông năm 40 mấy tuổi mới có bầu. Vợ của tiên sinh Liễu Phàm 40 mấy tuổi mới có bầu, sanh đúng một thằng con trai. Sau này thằng con trai rất là ngoan ngoãn, rất là tốt đẹp. Sau này lớn lên có vợ, nó sanh thêm 9 đứa cháu cho ông. 9 đứa, kinh chưa? Con cháu đầy nhà, gia đạo tốt đẹp. Công danh của Liễu Phàm hoàn toàn thay đổi luôn, thay đổi hết. Khổng tiên sinh coi là ông có học giỏi cỡ nào thì công danh là rất thấp. Nhưng mà khi ông bố thí cúng dường, niệm Phật, ăn chay, thì tiên sinh Liễu Phàm sau này ông làm quan rất là lớn quý vị. Làm quan rất lớn, thay đổi số mệnh cuộc đời luôn. Nó rõ ràng không? Trong nhà Phật có phương pháp giúp chúng ta thay đổi cuộc đời đó quý vị. Quý vị nói tờ ơi, người ta có tiền người ta mới bố thí cúng dường được. Những đức khuyên quý vị là khuyên cái tâm bố thí cúng dường. Còn ai có tiền thì cúng dường, ai có tiền thì làm thiện. Còn mình không có tiền quý vị cái càng tùy hỷ thôi, chỉ có cái tâm đó thôi quý vị, không có nữa thôi á. Hiểu không? Bây giờ đi đến chùa đi, bây giờ những đức tặng quý vị ổ bánh mì quý vị ăn, vì cầm ổ bánh mì lên quý vị ăn. Ồ, cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn thầy nghe, mua cho con ổ bánh mì ngon gì đâu. Cái tâm đó có đi, tâm biết ơn cung kính á. Cầm trái nho lên ăn, trời ơi nho thì con mua được mà sao trái nho này nó ngon gì đâu. Cái tâm đó đó quý vị.
hiểu không? Còn khi mà ngồi ăn á, thì thí dụ như bây giờ á, một người là 4 trái hay 5 trái? 5 trái hả? Một người 5 trái thì trên bàn đó chúng ta, người nào đứng lên bưng nguyên cái dĩa, chúng ta đi chia cho mỗi người, người 5 trái đều hết. Tại vì chúng ta không được tham của người khác. Mình một người 5 trái thì ăn đúng 5 trái của mình, không có được ăn 6 trái. Từ khi cái người kia, người ta ăn được 4 trái, người ta đưa mình, thì mình có quyền ăn, đúng không? Đó, mình không phải có con, mình không được cái tâm tham, nghe chưa? Thí dụ như bây giờ sữa trên bàn nhiều người, thí dụ như có những người ta không uống, mình uống được một hộp, mình tuyệt đối không dám lấy cái hộp này đem về. Từ khi là thầy nói cho mình mới được quyền lấy. Vì mình lấy là mình ăn cắp làm sao? Nguyên tắc rất là rõ ràng. Nhưng mà nhìn đức khuyên quý vị, cái đồ để trên mà bàn quý vị ăn á, quý vị nên ăn. Tại vì người ta đã tặng quý vị ăn mà bị không ăn là phụ lòng. Ăn đúng thôi quý vị, hiểu không? Như nhà Đức nói quý vị nghe, ổ bánh mì này nó ngon lắm, nhà Đức ăn thấy nó ngon á. Mà lúc trước mà để vô bọc á nghe quý vị, nó héo queo. Sau này những Đức bắt buộc là phải bỏ vô cái hộp cho mình đó. Dù là ăn xong là bỏ cái hộp, nhưng mà một cái món quà tặng cho người ta cũng cảm thấy nó coi được. Nên á, mình làm ăn buôn bán kinh doanh gì cũng vậy chứ á, đừng có thấy khách hàng dễ rồi mình làm tớ. Người ta cũng có góc độ nhìn, coi chừng người ta bỏ mình đó. Nên mình á, có được khách hàng lâu năm, bản thân mình phải biết bồi dưỡng, phải biết quý trọng. Chứ đừng có mà thấy người ta dễ quá làm tớ. Đầu tiên thì để cái hộp, cái bánh mì ngon ghê, sau này bỏ vô cái bọc héo queo. Cô Bạch bà trả tiền, con bà đâu có nhìn ra. Những đứa kêu bỏ vô hộp cho tôi, ổ bánh mì héo queo, nhìn như con mèo chết. À, nhà nước nói nếu không bỏ trường hợp là nhà nước nghỉ mua đó, kiếm chỗ khác đặt á. Phải rõ ràng quý vị, mình là người tu nhưng mà nó rõ ràng, đừng có để người ta lắng lướt mình tùy tiện. Lắng lướt cá nhân thì chịu, nhưng lắng lướt mà cho mọi người mắc sự lợi ích là chúng ta không chấp nhận, tầm đó mới có phước lớn. Cá nhân thì được hết, không sao đâu, đưa ổ mì héo queo cũng ăn đó, nhưng mà mọi người là mình phải nghĩ cho người ta, cái tâm đó nó mới phước lớn. Quý vị nhớ lời nhà nước nói nghe, thiệt thòi cá nhân chịu đựng được hết. Nếu như thiệt thòi của mọi người, chúng ta phải đứng ra vì mọi người, phước báo vị mới lớn. Nhớ kỹ. Nên á, cuộc sống chúng ta, thí dụ như có những người á, ở ngoài đường á, thấy á, người ta tập trung, người ta đánh con nhỏ này, người ta đánh ghen nó, đánh te tua tả tơ. Bản thân của chúng ta ai cũng đứng đi xung quanh nhìn nó, cho người ta đánh nó. Nếu như đặt vai trò là mình mà lỡ cái nghiệp duyên của mình lấy chồng người ta, mình bị đánh vậy làm sao? Nhưng Đức thấy có nhiều chặng đánh ghen á, mà nó lột đồ người ta giữa đường giữa xá, mà xung quanh ai cũng đứng coi. Chúng ta làm sao mà tâm con người mà tệ gì? Dù biết rằng người ta làm điều gì sai, nhưng mà cái đó có pháp luật trừng trị người ta. Mình làm gì bản thân mình không có đúng quý vị à. Nên á, cái loài người á, phải biết thương loài người, ai cũng có một cái giá trị của người ta. Nên bản thân mình thấy trường hợp đó, chúng ta phải ra mặt. Chuyện đâu còn có đó, mời bên mặt chính quyền lại để xử lý, chứ không có thể nào đánh người ta như vậy được. Đánh giữa đường giữa xá, tại vì chồng mình thích thì người ta đến với chồng mình, vợ mình thích người ta đến với vợ mình, chứ không ai bắt ép ai được đâu quý vị à. Điều là tự mình phát tâm, hiểu không? Nhớ kỹ. Còn con người thì cứ cho rằng mình đụng vô chuyện người ta, lỡ có chuyện gì mình chịu trách nhiệm sao? Bởi vì ai cũng cái tâm ích kỷ đó, nên xã hội nó bị nhiều cái thứ mà nó áp đặt. Có những người tự nhiên nó ban lại, nó giật dây chuyền người ta, tự nhiên nó đánh người ta, nó nói rằng người này là vợ nó, rồi giờ lấy của cải của nó, tự nhiên nó đè nó giật dây chuyền của người ta, rồi xong cái nó bỏ nó đi. Xong cái bà này bà nói rằng trời ơi quý vị ơi, tôi có biết gì nó đâu, tự nhiên nó nói nó tôi là vợ nó đè nó quýnh tôi, nó giật dây chuyền. Quý vị thấy không, nếu một ngày nào quý vị nằm vào vai trò đó, quý vị sẽ chịu vậy đó. Tại vì chúng ta không biết đoàn kết giữa con người nên nhiều con người sai quấy, nó mới dựa vào chỗ đó mà nó tầm bậy. Chỉ biết cá nhân mình không mà quý vị, không có nhìn ra cho ai chứ nha. Trong chùa này đi, thí dụ như ai mà vô đây đánh một người trong chùa thử coi,
tôi cầm cái ghế tôi quết là chết mù mày luôn, đừng có chuyện giận chơi, hiểu không? Tự nhiên người ta vô đây người ta tu, mày vô mày đánh người ta, mày làm gì mày đánh trong đây? Tu là tu với Phật, mày mà lạng hoạn tao hiện tướng của tiêu diện tao vớt mày, đừng nói chuyện giận chơi, đùa, hiểu không? Nên mình mới coi chùa nó có thằng hộ pháp, quý vị nghĩ ở đây không lẽ bây giờ thằng hộ pháp bay xuống đây để mà xử lý chuyện này? Quý vị phải xử lý hết mình rồi lúc đó thằng hộ pháp mới ra tay, hiểu chưa? Hồi xưa mà nhà Đức mà coi chúng chùa ở trên kia cho quý vị, xì ke nó vô chùa nó không tu á, nó đứng nó quay vòng cái chánh điện, mấy chú ông đứng ông nhìn, ai cũng ngồi im gu lo lễ Phật không, mấy bà già nhốn nháo chứ. Những đứa ở ngoài, những đứa chạy vô, những đứa quản chúng chùa mà chạy vô nắm cổ nó kéo ra ngoài. Bên cạnh những đứa có 4-5 chú đi theo, lúc nào cũng đi theo những đứa 4-5 người, nó đưa vô trong phòng đóng cửa lại, ngắt nó thôi, ngắt nó dặn cho nó tỉnh. Xong bữa sau chở nó đi, chở đi đâu tự vì biết. Vậy mà một lần đó tỉnh luôn quý vị. Từ đó về sau á, nó được luôn. Bởi vì lâu lâu ba nó dẫn nó lên đây cảm ơn những đức hoài, mà hồi đó là nhờ những đức á. Quý vị coi à, nguyên cái hội chúng người ta tu y y mà nó nhảy, nó quơ tay, nó lắc quý vị. Nó đứng nó lắc, không ai mà người ta tu được hết trơn. Vậy mà mấy chú ngồi im ru, ông nào cũng thấy xanh mặt xanh mày. Như Đức nói mấy ông tu cái gì tôi cũng không hiểu luôn. Mình là đàn ông thì gặp cái trường hợp gì mà nó lộn xộn lu bu, thì mình là đàn ông mà đầu đội trời chân đập cỏ, chúng ta cũng ra mặt một chút để đáng mặt đàn ông chứ. Cạo đầu cũng là đàn ông chứ không lẽ là cái gì? Không lẽ đi tu gọi là thành thái giám chợ? Tố chắc đàn ông thì phải là đàn ông, dù có cạo đầu đi tu cũng có cái tố chắc của đàn ông quý vị à, hiểu không? Ví dụ như giờ các cô mà nó cùng chung với những đức nuôi người già vô trong chùa đây, có ai dám đánh nó không? Từ khi không có những đức, cả Hương Linh còn không dám nhập đấy mà. Có một lần mà con bé nó vô chùa mà Hương Linh nó nhập, những đức nói ê ở đâu mà đi đến đây mà nhập, thì chú khác chơi mày, tự nhiên té cái rầm chai mất tiêu. Cái này dữ quá trời dữ, nó kinh khủng quá quý vị. Nó mày ở đâu mà đi đến đây mà nhập khơ kìa, địa bàn của tao mà mày lãng hoạn hả? Thấy chưa quý vị, biết rằng đó nghe, mình nó phải có cái mạng đó quý vị. Chứ gặp mà bây giờ trường hợp mà người ta gặp gì mình chạy ra mình nói thôi xin lỗi nha, sao sám hối giùm nó cương lại với mình, nó ngang lại với mình đó quý vị. Hương Linh nó cũng nhìn mặt mà nó hù, hiểu chưa? Vì thấy chùa mình vô đây tu có ai bị nhập đâu, dám mới sợ. Nhập vô những đức cho xe chở ra ngoài đường, đừng nói chuyện, khỏi cần nói một câu gì, cho xe chở đi ra ngoài đường, chở ngoài đường đứng có mình tự sức ra luôn, khỏi cần nói dòng gió tập quá chi cho nó mệt. Vô đây người ta dạy rõ ràng, cứ lo mà tu đi. Bây giờ quan ức gì cũng ở đây mà được cúng đi thực nè, rồi mỗi ngày những đức giảng cho mà nghe, rồi người ta đem công đức ta tu, nó hồi hướng nhập chi, người ta không đồng ý mà, biết không? Đó nên nhiều người nói thầy này công nhận ông hung dữ tới ghê trời, tôi mà không hung dữ sao tôi nuôi mấy bà già đông dữ vậy? Mấy bà già quý vị, nó mấy bà dừa lắm hả? Mấy bà vô đây tôi, quý vị thấy mấy bà già chùa mình bà dừa không? Không. Quý vị biết rằng bà coi chùa này là chùa của bà đó. Quý vị đụng đến cái chỗ ngồi, bà đụng tới cái giường mới đi rồi biết với bà. Bà còn hỏi Phật tử đó mà, bà mày biết tao là ai không? Hỏi vậy đó. Tao là người thường trụ ở trong chùa. Chưa, ghê chưa? Bà khôn lắm quý vị ơi, nói giỡn đâu. Ừ. Thì vì biết rằng nếu những đức mà không mà nhạy bén lanh lẹ, rồi có từ bi mà có dữ dằn ở trong đó nữa, thì sao mà giải quyết được cái vấn đề của chúng mà mấy ngàn người hả quý vị?
sao giải quyết đây? Giống như nhu nhược đụng ai cũng đi xin lỗi người ta chứ không biết làm sao. Cái người lãnh đạo mình còn đụng ai cũng xin lỗi cúi đầu hết trơn thì cái người dưới tay làm sao đây quý vị? Khổ te tua luôn, đúng không? Phải đúng nơi đúng chỗ. Nó phải nhìn mặt mà đặt tên. Nhìn cái mặt nào mình cúi được thì mình cúi, còn cái mặt nào mình kênh được mình phải kênh chứ. Hiểu không quý vị? Vì sống phải nhớ nghe chưa? Đó. Mình tu chứ không phải tu là ngu đâu chợ. Thấy không quý vị? Tu sao thông tình đạt lý chứ chàng. Thấy không? Nó. Còn cái việc tin nhân quả thì mình phải tin thôi. Làm không được rồi thì mình lui. Nó không được rồi. Mình kênh với nó mà nó kênh lại này nó mô phật. Mô phật thì sao bây giờ? Mình kênh rồi mà nó còn kênh lại mình mô phật. Chuyện đâu còn có đó, thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Hiểu không? Nên quý vị nghe gì á, nó thông tình đạt lý. Mà nó giúp cho cái người mà mới đến chùa gì nè, người ta nghe người ta thích. Cái buổi giảng á, có những vị trí người nó khác quý vị à. Phải có cái cách giảng á, đời nhiều đạo ít. Có những buổi giảng mà đạo nhiều đời ít. Có những buổi giảng mà đạo không à. Trọng lượng khác nhau. À, dù như buổi giảng này người ta nghe được nè, tại vì nó ông thầy này được nghe, được à. Không, thì ta chịu nghe đó quý vị. Nên á, tùy khả năng quý vị học tập được lợi ích. Nhưng tin chắc 100% trong Phật Pháp có thể giúp cho quý vị thay đổi số mệnh. Quý vị đi đến chùa mình tu học những đức tin chắc, quý vị sẽ thay đổi số mệnh từ khi quý vị không làm. Từ khi quý vị không làm thôi. Nếu như quý vị là người nghe lời những đức, quý vị sống vui vẻ, rồi trong hoàn cảnh nào quý vị cũng đừng có oán hận, số mệnh quý vị sẽ chắc chắn thay đổi. Thay đổi là chắc chắn luôn. Thí dụ như một đứa bé nhỏ gì đi, nếu cuộc đời các con gặp sự cố gì trong cuộc đời lúc còn nhỏ nghe, mà các con cứ bị cái sự cố nó buộc ràng các con khổ hoài, là cuộc đời các con không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Tại vì sao? Các con bị tiêu cực. Bây giờ cuộc đời mình có gặp sự cố gì lúc còn nhỏ, nhưng bản thân của mình phải vượt qua nó để mình sống làm sao cho nó đặc biệt. Vậy thì cuộc đời mình nó mới có ngày mai, đúng không quý vị? Cái chuyện hôm qua nó là hôm qua mà, mình đi kéo ngày hôm nay làm gì? Hồi nãy gặp mấy cô nói mấy cô lo cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì những đứa hỏi mấy cô nhà cô mấy người, nói dạ có 3 người. Cô biết nhà như Đức mấy người không? 2000 người. Nếu mà tôi lo như cô á, tính ra 3 người mà lo như cô 5-7 năm sau, vậy thì tính ra 2000 người tôi sẽ lo bao nhiêu năm? Lo tới cốc mọc râu cũng chưa xong. Nhưng mà tại sao ngày nào tôi cũng sống tốt? Vì an vui cùng hiện tại hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại là ngày hôm nay nè quý vị. Chỉ có ngày hôm nay và cuối cùng là hết một tháng. Tháng này, cuối cùng hết một năm, sắp sửa hết một năm nữa rồi. Vì thấy không? Mà quý vị thấy một năm nay chúng ta thật sự quá ý nghĩa không? Quá ý nghĩa luôn. Làm rất là nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, đúng không quý vị? Sắp sửa hết một năm rồi. Chưa gì hết trơn, người ta đã tính cái năm kế tiếp là chương trình lợi ích cho người khác rồi. Còn mình thì là lo âu cho chuyện cá nhân mình không à. Nhưng tức là lo cái chuyện cho người ta là chuyện đầu năm cái gì rồi, mà toàn là lo cái chuyện làm cho người ta không, còn quên mất tiêu mình luôn. Khác hoàn toàn ý nghĩ của quý vị. Như những đức chưa tới Tết mà những đức đã tính là mùng 2 là tổ chức cộng tu đầu năm nè. Nghe không? Mùng 6 nè là tổ chức lần thứ 2 nè. Mùng 9 là mừng thọ nè. Đó, lên lịch rồi đó. Thấy không? Nghĩ cho người ta đó. Bây giờ chuẩn bị mua khăn nè,
Tại vì mừng thọ tặng cho mỗi một cụ một cái khăn tròn cổ. Chứ bây giờ mình mua một hộp sâm thì uống mấy ngày hết trơn rồi. Thôi tặng cái khăn đi, lỡ người già người ta có lạnh lẽo gì người ta quấn khăn. Mà bây giờ cảm ho nhiều lắm nên mình mua khăn tặng là quá phù hợp. Đúng không? Còn nếu ai mà đang nón được á, đang cúng dường cho 2000 cái nón đi, nó người tu đội rộng rộng á, cho người già họ đội họ ấm, sau này khi họ già họ mất đi á, họ đội cái nón lên y gan người xuất gia vậy. Hiểu chưa? Cái nón mà đang á, rộng rộng chút á, đừng có đội cái nón như những đức đội nhỏ xíu. Nón đó người già đội không phù hợp đâu. Người già là đội cái nón mà đang rộng rộng á, bự bự á, thấy không? Giống như các vị bà thượng đội mà nhọn quét lên trên á, nón Việt Nam, thấy không? Còn cái nón của những đức đội là nón Đài Loan, thấy không? Nó là tự tình không á, biết không? Đó, nên á, quý vị biết á, những đức á, chia sẻ Phật pháp mà có những văn tự á, mà cái nước mà nước mình không thích, những đức còn không dám nói cái câu của nước đó mà. Chánh cái tên. Người dân ta không thích mình nói làm chi, hiểu không? Nó nên chúng ta học Phật nó phải bổn thổ hóa, hiện đại hóa thì Phật pháp này mới truyền tải mở rộng được quý vị. Đúng rồi quý vị. Đó, nên bữa nay tuần nay nè, thứ bảy nè, chúng ta tuần sau thứ bảy mình không có tổ chức ở đây nghe các con. Vì thứ bảy tuần sau là dưới bà A Di Đà rồi, những đức ở bên Đại Tùng lắm. Nghe không? Đó, thứ bảy tuần tới nữa thì là chúng ta bình thường rồi. Tại vì tuần sau là nó nằm vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 ngày những đức tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà. Nên các con có thể lỡ đây để dự lễ viết Đức Phật A Di Đà, điều này rất là tốt, không có gì hết. Nghe không? Từ hôm nay là cái lớp Đạo Làm Con chúng ta nghe là lớp Hạnh Phúc Nhân Sinh này, là tuần nào cũng gọi là sinh nhật tập thể. Sinh nhật tập thể, nhưng mà tên người sinh nhật ngày cố định là trong một tuần này thì số lượng đã ghi ở đây rồi. Như bữa nay là coi là bao nhiêu đây? 35 người. Thấy không? Còn tất cả những người trong đây là tuần nào cũng được sinh nhật hết. Sinh nhật là gì? Sinh nhật là đang nhớ ơn sinh thành của cha mẹ. Nhắc mình phải sống có ý nghĩa, hiểu không? Chứ không phải là sinh nhật đòi quà của cha mẹ đâu nghe. Mình có làm được việc gì cho cha mẹ chưa mà đòi quà? Bây giờ Như Đức hỏi các bé nhỏ đây, các con làm được việc gì phụ cha mẹ chưa? Toàn là xin tiền, xài tiền không mà đòi quà gì. Nó bây giờ là ở đây ngày sinh nhật bữa nay nghe, chúng ta lại niệm Phật nè, hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nếu cha mẹ còn sống thì cầu an cho cha mẹ, mà cha mẹ chết rồi thì cầu siêu cho cha mẹ của mình. Nó quá đặc biệt, thấy chưa? Còn món quà thì Nhân Đức tặng cho con heo. Con heo Nhân Đức lựa, con heo rất là đẹp nha. Heo Nhân Đức lựa nè, cái mặt cừ dễ thương với mình Nhân Đức à. Thấy chưa? Mà tặng các con heo là ý nghĩa gì biết không? Cho các con biết tiết kiệm, cho các con biết được cái giá trị của đồng tiền là mình tiết kiệm sao. Nên Bác Hồ nói là phải cần kiệm, cần là siêng năng. Người đã siêng năng thì biết tiết kiệm, xài đúng nơi đúng chỗ, người vậy nó mới có phước. Mà các con biết bỏ ống heo để làm chi không? Mỗi năm các con nên khui con heo này ra, các con mua đôi dép cho cha, đôi dép cho mẹ, hoặc cái khăn cho cha, cái khăn cho mẹ. Đó là những món quà mà mỗi lần sinh nhật của cha mẹ một năm, hoặc là mỗi khi lễ chúng ta mua quà cho cha mẹ của mình nghe các con nhớ đó. Không phải là cha mẹ của mình cần quà của mình đâu các con, mà là cái tấm lòng của đứa con mà nghĩ đến cha mẹ vui dữ lắm. Đó là cái hành động mà các con đang giúp cho cha mẹ mình vui, để cha mẹ mình có sức khỏe và sống thọ trong cuộc đời này đó. Nhớ kỹ. Chứ không phải là cho con heo này các con bỏ ống mà đưa tiền Nhân Đức đâu. Nhân Đức nói thiệt, các con đưa Nhân Đức thì nuôi người già, việc này là cúng dường Tam Bảo là quá tốt rồi. Nhưng mà Nhân Đức không bao giờ suy nghĩ tới cái số tiền của các con đâu. 100% với các con luôn. Vì sao? Đối với Nhân Đức thì nó không có chút xíu gì đâu.
Tại vì sao? Mình mong các cháu nó làm cái gì cho cha mẹ nó. Nếu như mà đưa con heo này hoàn toàn bỏ ống mà nó đem lại đây, sau này sẽ có người nói ông thầy Đức ông tính toán đó, mua con heo để cho nó bỏ ống nó đưa cho ổng. Đừng có làm vậy nghe quý vị. Đây là cái điều những Đức dạy 100% là những Đức mong các cháu bỏ ống heo mua quà cho cha mẹ các cháu á. Ừ đó. Có nghĩa là các cháu gầy dựng được cái chữ hiếu được rồi, các cháu mới hướng đến Phật Pháp. Nếu như quý vị mà nó bỏ ống heo xong mà nó đem đây đưa những Đức đó nghe, còn nhỏ nó chưa biết phát tâm đó, sau này sẽ có trở ngại con đường học Phật của nó sau này. Hãy đem cái này làm cho cha mẹ đi, sau này nó sẽ biết ơn thầy dạy thì nó mới tiến đến Phật Pháp 100% luôn. Ai mà con cái mà bỏ ống heo mà đem đưa những Đức thì hãy suy nghĩ cho thật là kỹ lời những Đức nói, không khéo là sau này nó sẽ quay đầu lại với Phật Pháp đó. Tôi bỏ ống từng chút đưa cho ông hết trơn rồi còn cái gì nữa, nó không có cảm ơn gì hết, vậy làm sao dạy đây. Nên đừng bao giờ đem cái đó đưa cho những Đức, đừng bao giờ đưa cho những Đức là điều rất là tốt luôn, để sau này những Đức dạy các cháu. Quý vị nghe lời những Đức đi, nó sẽ thành công dữ lắm đó. À, còn quý vị là người hiểu biết nên mới gọi là phát tâm, còn các cháu chưa có hiểu biết đâu. Có nhiều đứa mà ba mẹ nó đưa tiền đi kết duyên những Đức mà nó cứ nhìn tiền hoài, vì nó biết tiền này mua bánh mua kẹo ăn được, mà đưa cho thầy hết trơn uổng ghê. Rồi sau này nó sẽ không đến chùa nó đâu. Quý vị đừng có kết duyên cái kiểu đó tầm bậy, để nó mang ăn tình với những Đức cho dày, sau này những Đức mới độ nó được, hiểu không? Quý vị cho con cái quý vị thiếu cái nợ ăn tình những Đức á, những Đức mới đòi nó bằng cách khác đâu, mà nó sẽ tiến tới Phật Pháp đó. Nhớ kỹ, đừng bao giờ tích lũy từng chút tiền mà đưa tiền cho con cầm đưa cho những Đức nghe. Cái chuyện bố thí cúng dường này hoàn toàn không hiểu biết, sai. Nó đừng bao giờ làm như vậy. Còn quý vị muốn cúng dường tự tay quý vị đi cúng dường đi, đừng có kêu con mình mà cầm một chút tiền nó để dành mà đưa cho những Đức. Kết duyên kiểu này sẽ đoạn duyên về sau. Tôi làm gì tôi nói rõ ràng hết trơn, mà làm không phải gán chịu, không phải tôi không dạy, hiểu không? Nó nhớ kỹ nghe. Nên những Đức thấy cái lớp đạo làm con giờ những Đức cũng mừng ghê. Lớp đạo làm con mà trẻ em thì ít, mà trẻ em lâu năm thì nhiều. Ông mà trẻ em lâu năm này hay lắm á. Được dạy đàng hoàng thì trẻ em lâu năm này mới dạy trẻ em mới sinh ra. Hiểu không? Đó. Nên thôi cuộc sống mình vậy là quá vui quý vị ơi. Tự nhiên mỗi tuần quý vị được về đây là vui quá đúng không? Về đây thấy vui không quý vị? Ai về đây vui đưa tay coi thử coi. Rồi cảm ơn quý vị về chùa vui vẻ nghe. Vậy là quá đặc biệt rồi. Đặc biệt là mình ngồi được bên nhau nữa chứ. Thấy tình thương mến thương vô cùng không? Hồi sớm một số người nhận quà chùa tặng 10 trái cam, nửa nải chuối, một chút nghe. Những người nào hồi chiều chưa nhận nó qua bên đó kìa, những Đức để bọc 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 kìa bên đó kìa. Chỉ nè cái tay thấy nè không? Thấy chưa? Nhìn hướng nào chưa? Nó một chút á. Mấy thầy mấy chú xong rồi có người đứng, hai ba người đứng ở đó đó nghe. Là xong hết trơn, ăn uống xong, món xanh xong, quý vị lỡ đó đó. Cái món quà của chùa không đơn giản đâu nghe quý vị. Cái này là cái lọc chùa đó nha. Mà lọc chùa mà lỡ mà thiếu thì đừng có buồn nha. Tùy hỷ nghe quý vị. Đó nên á, từ đây tới 25 ngày 25 nghe những Đức có 1.500 cây mai. Là bữa đó mà sáng chủ nhật ai mà đến trước thì những Đức sẽ tặng cho một cây mai. Ai đến trước là được tặng đó. Nhớ là sáng chủ nhật nghe, chứ không phải thứ bảy. Là ngày 25 ngay ngày chủ nhật đó. Không biết từ xa nó chuyển về được hay không, như kịp chưa, nhưng mà
chắc chắn là 25 những đứa kêu phải có, hiểu không? Là 1.500 cây mai đem về trồng cây mai ngay trước cửa nhà mình á. Đây là cây mai may mắn, nghe chưa? Nó may mắn ngay chỗ này nè. Mỗi lần nhìn cây mai thì hai vợ chồng nói phải hạnh phúc nghe anh, là may mắn, hiểu không? Mỗi lần anh em bất hòa nhìn cây mai thì nói rằng anh em đừng bất hòa thì may mắn. Thấy chưa? Mỗi lần gia đình mà nghĩ xấu nhau thì nói thôi mình là gia đình phải tin tưởng nhau nên may mắn. Nhìn cây mai mà nhớ những điều vậy đó thì đây đúng rõ ràng cái lộc của chùa may mắn thiệt. À, có giải thích đó, thấy chưa? À, những đức thấy trong Phật pháp có thể giúp chúng ta thay đổi số mệnh đó quý vị. Mình về chùa mà ngay một ngôi chùa mà có giáo dục về nhân quả và hướng dẫn về hạnh phúc gia đình. Thí dụ như quý vị đi về ngôi chùa này mà ở đây con người nó quýnh lộn mỗi ngày, không có cơm ăn áo bặn, có cái quần đùi mà tới quần lui hoài, vậy thì không có nói phương pháp được, không nói được gì chứ. Nói gì giờ? Bây giờ thí dụ như quý vị đi học Phật đi, có nghèo cỡ nào nghèo nhưng mà quý vị vui vì còn nói được phương pháp. Mà bây giờ học nghèo sơ, nghèo sát, từ khi học Phật mà nó còn nghèo hơn hồi xưa chưa học Phật, mà vợ chồng đồ quýnh lộn rồi, vợ con chạy dù dù ngoài đường. Đố quý vị nói phương pháp hay là vị nói cái việc gì cho người ta nghe, không có đâu. Còn á, mình học Phật á mà mình sống vui, quý vị về đây vị thấy chùa chiền nó hưng thịnh, rồi đi về chùa không ai xin tiền bạc mình hết trơn, nên mới nói phương pháp qua giải số mạng chuyển hóa khổ đau, đúng quý vị. Nên cái công đức của người học Phật là chính cái hành động học Phật của mình được lợi ích, mà quý vị sanh phước báo lớn, sức ảnh hưởng. Thí dụ như giờ như đức học Phật, cái sức ảnh hưởng như đức nó nhăn lên, có nghĩa là số lượng người không tưởng tượng được, nên số mệnh như đức nó thay đổi cực kỳ nhanh luôn. À, còn bây giờ mình đi học Phật mà một cái gia đình nhỏ mình còn chưa sức ảnh hưởng được, nghĩa là hồi đó mà mình chưa đi học Phật thì la mình, gầy mình, nói mình cự lại một tiếng. Giờ mình học Phật rồi mình cự ba tiếng. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, ai tiếp nhận quý vị? Ai tiếp nhận mình? Còn bây giờ mình học Phật rồi, bây giờ mình nhẫn nhịn được mà mình thường vui, người ta mới thấy phi thường, phi thường cho Phật pháp. Có cái bà này, nghĩa là chồng bà khó khăn mà cho bà đi học Phật, nhưng mà ổng khảo đảo bà cự lại. Thì ổng nói một câu vậy nè: tao đi làm cực khổ, tao kiếm tiền, tao lo cho mày cuộc sống ổn định, mày có thời gian thứ bảy chủ nhật mày đi chùa, vậy mà bữa nay tao nói mày cự lại, đúng là lo cho mày uổng cơm. Thấy không? Cho mày đi học Phật uổng công. Thấy không? Bà này bà xin lỗi ông, từ hôm nay em sẽ không bao giờ vậy nữa. Khi mình học Phật rồi mình khác cái người không học Phật quý vị. Ta không học Phật thì người ta chả treo nói này nói kia nói nọ đủ thứ lang thang. Mình học Phật rồi tự nhiên mình tin nhân quả, mình không muốn nói nhiều làm gì. Nói một hai câu mình thấy không ổn định khỏi cần nói nữa. Tuy là im nhưng mà có khi nó còn đặc biệt hơn nói nữa. Đúng không? Có những việc người ta nói đủ duyên thì nó rất là thật đặc biệt.
Còn mình nói ra là không đặc biệt, đừng có nói. Thà mình niệm câu Phật hiệu hoặc mình im im vậy đó, vì mà nó còn có sức ảnh hưởng lớn hơn. Nên Phật Pháp có thể giúp chúng ta thay đổi số mệnh 100% nếu như quý vị thật sự hành trì. Bây giờ đa phần người ta đi đến chùa mình, những đức hướng dẫn quý vị cái gì? Trước nhất là quý vị muốn thay đổi số mệnh là phải có tâm bố thí. Những đức làm cho quý vị thấy đó, không? Làm cho quý vị thấy rõ ràng luôn á. Chúng ta ngồi ở đây có nhiều người mình á quý vị. Quý vị ngoài đời quý vị có thể mua một món đồ ăn, quý vị ăn bình thường có gì đâu, thấy không? Có điều kiện, có tiền. Nhưng có những người chúng ta lam lũ cực khổ, chúng ta cũng không dám mua một món đồ gì mắc tiền mà ăn đâu quý vị. Vì cái đồng tiền mình nó buôn bán mà mình lời nó ít quá, mà mình phải trang trải nhiều thứ quá đơn mà trong nhà. Vậy làm sao bản thân chúng ta dám mua đồ ăn uống mà nhiều quá được quý vị. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng khi bị đi vô chùa dù là ăn chay á, bây giờ mỗi tuần thứ bảy mình mong làm sao mình làm cái gì cho người ta ăn ngon ngon một chút. Đó là cái điều những đức rất mạnh dạn khuyên quý vị về cái việc bố thí cúng dường, mở rộng tâm lượng. Tại vì những đức làm, những đức mới hướng dẫn được. Còn bây giờ mà ở đây mà những đức kêu người ta mua không á, rồi xong á những đức đưa cho quý vị dùng, xong những đức còn kêu quý vị đưa tiền những đức nữa, mình chơi cái này không biết nói làm sao mà nó bố thí cúng dường. Thì ngồi suy nghĩ đi. Còn cái này là chính bản thân những đức làm rõ ràng 100%. Quý vị nói thì người ta cũng cúng dường cho thầy. Xin thưa quý vị, có những người quý vị dù là được người ta cúng dường, được người ta cho tiền, quý vị cũng không dám bỏ ra nữa. Không? Hiểu thì mới làm, chứ không hiểu thì không có ai mà làm đâu quý vị à. Thí dụ như bây giờ quý vị coi, một ổ bánh mì thôi mà nó nằm lên là tăng lên là hơn 1.000 ổ bánh mì. Một trái nho thôi nhưng mà nó tăng lên là hơn 1.000 người dùng nho. Một hộp sữa thôi mà nó tăng lên là hơn 1.000 hộp sữa. Quý vị tính đi, nó không đơn giản đâu. Nó nên cái việc những đức làm, những đức hướng dẫn vị rõ ràng, mà chùa mình có thiếu thốn gì đâu thì Phật dạy rõ ràng rồi, càng bố thí thì càng nhiều, tâm lượng lớn, phước báo lớn quý vị. Phật đã dạy chân thật tài thí, mở rộng tâm lượng thì quý vị giàu sang là chắc chắn. Phật đã dạy không có sai đâu. Chính bản thân những đức là tu hành thay đổi số mệnh nè, từ tài thí nè. Pháp thí là bản thân những đức thuyết pháp mỗi ngày. Phật nói là pháp thí sanh trí tuệ, vì thấy rõ ràng những đức ít gì cũng không đến nỗi quá ngu, đúng không? Càng tu không đến nỗi ngu quý vị. Tại vì những đức thuyết pháp thường xuyên luôn, rồi phóng sanh, ăn chay, sức khỏe tuổi thọ kéo dài, quý vị thấy cái sức khỏe những đức nó dẻo dai. Những đức làm cái gì nó có chí nguyện mạnh mẽ, và làm cái gì là làm cho bằng được. Quý vị thấy như lại Quan Âm, người ta lại mệt, những đức cũng lại mệt, mà những đức lại được. Những đức có thể nặng căng hơn quý vị gấp mấy lần. Quý vị mệt một, những đức mệt 3-4. Thì đó là nếu không có cái tâm nguyện và sức dẻo dai từ cái việc ăn chay phóng sanh, sao làm. Những đức dặn các cháu nhỏ nhớ nghe các con, bất cứ cái ngành nghề nào các con đã yêu thích thì phải rèn luyện từ khi còn nhỏ. Ví dụ như các con học ngành thầy cô giáo thì từ khi còn nhỏ các con đi kiếm một cái người các con dạy, con nói chứ nó quen. Còn thích nghề ca hát thì cứ hát hoài, đụng một người cũng hát, không có người cũng hát, hát với thành chuyên nghiệp. Cái gì mà các con siêng là các con sẽ thành công là chắc chắn luôn vậy đó, hiểu không? Còn lâu lâu mà lên khán đài cái là không phải đơn giản đó nghe, nó rung á quý vị, nó làm cho mình không tự nhiên. Vì thấy như đức tự nhiên ghê không? Tại vì như đức rèn hoài nó dạng rồi quý vị, nó không, nó quát rồi tự nhiên nó, đó là cái được rèn liền. Văn ôn võ luyện là gì đó quý vị, cái này rất là quan trọng. Bây giờ mời những người sinh nhật ngày hôm nay lên đây nghe, các cháu sinh nhật lên đây các con, chúng ta niệm Phật nè. Nam Mô A Di Đà
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nhân Đức mong tất cả các cháu nhỏ về chùa mình đó nghe, được niệm Phật, được nghe giảng nè, rồi các con được tặng quà đồ. Nhờ cái phước duyên này, giờ công đức phóng sanh mỗi tuần ha, các cháu mà sanh ra đời này, các cháu chuyển nghiệp được tốt đẹp hết. Cháu nào mà bệnh đau rồi khó nuôi khó dạy, nhờ về chùa mình, nhờ cái phước nghe, mà nguyện Tam Bảo gia hộ các cháu dễ nuôi dễ dạy, ngoan ngoãn thông minh học giỏi, sau này trở thành một con người sống có ý nghĩa nha. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.